Kính chào quý vị đang đến với chương trình tạp chí ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, 9,06% là tỷ lệ tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, mục tiêu 18% của tăng trưởng tín dụng cả năm nay sẽ sớm cán đích, thậm chí tín dụng có thể đạt con số tăng tới 20-21%. Với những con số đáng chú ý này, các thành viên tham gia thị trường có đánh giá như thế nào? Liệu tín dụng có đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nóng hay không? Tăng tín dụng năm 2017 bao nhiêu là phù hợp? Chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này sẽ giúp quý vị có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này. Trước tiên, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây. 9,06% là con số tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2017, theo công bố mới nhất của Ngân hàng Nhà nước. Chỉ riêng Hà Nội, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2017, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến đạt 1.610.544 tỷ đồng, tăng 10,1% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2016. Còn với thành phố Hồ Chí Minh, ước tính tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong 7 tháng đầu năm 2017 đạt mức 11,7% so với cuối năm ngoái. Đối với các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV có tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.024.008 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 đạt trên 807.370 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 11,56% so với đầu năm. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017, dư nợ tín dụng tăng trưởng 13,1%, đạt 534.108 tỷ đồng. Thưa quý vị, tín dụng nửa đầu năm tăng nhanh và đạt mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây và đang có sự hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế. Đáng chú ý, dòng tín dụng cũng đang được định hướng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Trong đó, nhiều ngân hàng thương mại đã dành trên 50% dư nợ cho vay cho 6 lĩnh vực ưu tiên hiện nay của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khác với những năm trước, tín dụng đối với nền kinh tế liên tục tăng nhanh và đều qua các tháng từ đầu năm và đạt 9,06% so với cuối năm trước và là mức cao so với cùng kỳ các năm gần đây, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng và quan trọng hơn, đây cũng là một cơ sở thuận lợi hỗ trợ cho mức tăng chung của nền kinh tế. Nhưng mà đặc biệt trong bối cảnh tín dụng tăng cao và tăng đều, nhưng không gây sức ép lên mặt bằng lãi suất, và đặc biệt là tín dụng tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên và cái chất lượng tín dụng thì càng ngày càng được củng cố và nâng cao. Đây là một cái điểm mà tôi cho rằng cũng là rất tích cực trong cái kết quả điều hành các cái hoạt động tiền tệ tín dụng của hệ thống ngân hàng. Thì đến 2016-2017 kinh tế nó bắt đầu nó tăng trưởng lại, nó bình phục lại, nhiều doanh nghiệp họ bắt đầu họ mạnh dạn hơn. Tức trước đây là họ không dám luôn, có phương án kinh doanh nhưng không dám đầu tư. Thì bây giờ họ bắt đầu họ dần họ thấy rằng là ổn định hơn rồi, họ bắt đầu mạnh dạn hơn, đầu tư, tham gia đầu tư. Thì cái việc mà họ dùng cái vốn của chủ sở hữu cộng với lại vốn vay để mà họ đáp ứng cho cái nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh họ là điều hiển nhiên. Và nó dẫn đến cái hiển nhiên về tăng trưởng tín dụng như đợt vừa rồi. Nhiều ngân hàng thương mại cũng cho biết, chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng này đã vượt con số 10%. Tuy nhiên, dòng vốn chủ yếu vẫn tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Dư nợ cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiếm trên 80% dư nợ cho vay của các ngân hàng. Tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Cụ thể là ở VietinBank thì cái tỷ trọng cho vay khu vực sản xuất kinh doanh là chiếm khoảng 95%. Và tốc độ tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ thì chúng tôi đạt được tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm khoảng 15% so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung là 10%. Điều đó cho thấy là các cái dòng vốn tín dụng cũng đang được hướng vào các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực mà chúng ta đang cần ưu tiên để khuyến khích phát triển, để trực tiếp tạo ra sản phẩm hàng hóa dịch vụ. Tỷ trọng cho riêng lĩnh vực 6 lĩnh vực ưu tiên của chúng tôi thì đang chiếm cỡ khoảng gần 50%. Lĩnh vực bất động sản, chúng tôi bây giờ dư nợ chỉ có khoảng 8%. Còn cho vay đối với các lĩnh vực ví dụ như BT, BOT thì chúng tôi chỉ chiếm cỡ khoảng dưới 1%, là rất là nhỏ. Như vậy thì là phần còn lại là sản xuất và các lĩnh vực ưu tiên. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, tín dụng đã vượt 50% mục tiêu tăng trưởng tín dụng của cả năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước đề ra hồi đầu năm. Nhiều chuyên gia dự báo mục tiêu 18% tăng tín dụng trong năm nay sẽ nhanh chóng về đích
thậm chí có thể lên tới 20%. Tôi khá bất ngờ với con số hơn 9% bởi vì là số liệu trước đây mà tôi có là để tính đến 20 tháng 6 cả hệ thống mới chỉ tăng trưởng khoảng 7,54%, tức là trong 10 ngày của cuối tháng 6 chúng ta đã tăng trưởng cả hệ thống ngân hàng đã tăng trưởng được thêm 1,5% tín dụng. Đây là con số tương đối là bất ngờ. Cá nhân tôi đánh giá mà 6 tháng mà đã được 9% thì nhiều khả năng năm nay cái mục tiêu 18% có thể sẽ được về đích sớm. Với cái tốc độ tăng trưởng như 6 tháng đầu năm 2017 thì và những cái vấn đề mà chính phủ chỉ đạo rất là quyết liệt tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì tôi nghĩ là cái việc mà tăng trưởng 18% thì ngành ngân hàng rất dễ đạt được. Và theo tôi thì không chỉ dừng ở 18%, nếu cái tốc độ như là 6 tháng đầu năm 2017 thì cái tốc độ tăng trưởng 20-21% thì tôi nghĩ là sẽ tính đến. Cũng theo các chuyên gia, lĩnh vực sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục là lĩnh vực thu hút dòng tín dụng trong giai đoạn cuối năm. Trong khi đó, tín dụng dành cho các lĩnh vực nhiều rủi ro như bất động sản hay chứng khoán cũng chưa phải là vấn đề quan ngại. Bên cạnh những diễn biến tích cực, cũng có không ít ý kiến quan ngại về con số tăng trưởng tín dụng trong năm nay khi mục tiêu 18-20% được cho là khả thi và nhanh chóng về đích. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế 6,7% lại là một mục tiêu được cho là khó hoàn thành của nền kinh tế. Xét trong mối tương quan giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế, thì nhiều chuyên gia cho rằng tăng trưởng tín dụng của Việt Nam đang bắt đầu rơi vào thời kỳ tăng nóng. 6,7% là mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2017 chính phủ đưa ra hồi đầu năm. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, với mức tăng trưởng kinh tế như mục tiêu mức tăng trưởng tín dụng trên 18%, cho thấy tín dụng đã và đang có dấu hiệu tăng trưởng nóng. Cái tỷ lệ tăng trưởng tín dụng so với GDP là bao nhiêu cho hợp lý? Còn một khi nó vượt quá những cái tỷ lệ đó thì đôi khi rất cần phải xem xét vấn đề này. Và một khi mà tăng trưởng nó quá 20% ấy, mà trong bối cảnh là tăng trưởng GDP vẫn chỉ khoảng 6,3-6,5% thì rất dễ dẫn đến là tác động đến các cái biến số vĩ mô khác, đó là vấn đề ổn định vĩ mô, trong đó có một vấn đề, đó là vấn đề về lạm phát, thì phải rất chú tâm vấn đề này. Bên cạnh đó, nếu nhìn về tổng thể hệ thống ngân hàng Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua, tín dụng đã có sự tăng nhanh kể từ năm 2012 đến nay. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu các ngân hàng lại tăng chậm, chỉ tăng cao nhất lên 10%, thậm chí nhiều ngân hàng lên kế hoạch tăng vốn nhưng bất thành. Chính vì vậy, tăng trưởng tín dụng được coi là nóng nếu so với mức tăng của vốn chủ sở hữu. Điều này ảnh hưởng tới an toàn của hệ thống ngân hàng. Thế thì tôi hiểu rằng là quốc tế đang khuyến nghị Việt Nam chúng ta bởi vì thấy rằng là nó tăng ở mức là khoảng 18-20% một năm. Và mức này rõ ràng là một trong cái mức gọi là rất là cao, tăng khá là nhanh từ năm 2012 trở về đây. Và năm này gọi là tăng ở mức cao hơn so với năm trước. Như vậy thì nó cũng có ở mức độ là người ta băn khoăn về cái tính tích tụ của nó về lâu về dài. Trong khi tín dụng rồi đầu tư tăng đều 18 đến khoảng 20% một năm chẳng hạn, mà khi đó vốn chủ sở hữu cái phần từ số tăng không tương ứng thì rõ ràng hệ số K của hệ thống ngân hàng thương mại ngày nó sẽ bị nhỏ đi. Còn theo quan điểm của ông Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính IEF, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa khẳng định tín dụng tăng nóng bởi con số tăng trưởng thực chất hiện nay là bao nhiêu thì chưa thể xác định được nếu tín dụng tăng do ngân hàng, doanh nghiệp thực hiện biện pháp kỹ thuật. Tuy nhiên là tăng trưởng tín dụng thì nó có rất nhiều kiểu, nó có thể chảy vào rất nhiều nơi, cho nên là cần phải làm rõ cái cơ cấu tín dụng của nền kinh tế, bao nhiêu chảy vào khu vực sản xuất, bao nhiêu chảy vào các thị trường khác, thế rồi liệu có trong tăng trưởng tín dụng đấy thì có bao nhiêu phần trăm là một số ngân hàng đảo nợ. Điều này phụ thuộc vào con số thật nó là bao nhiêu, bởi vì nếu như đảo nợ mà tương đối thì cũng chẳng có gì là nóng cả. Dù là có thể tăng trưởng nóng như vậy, nhưng nếu như nhà điều hành muốn, họ vẫn có thể giới hạn lại tăng trưởng tín dụng này nếu như họ nhìn thấy cái rủi ro từ việc tăng trưởng quá nóng đó. Do vậy là tôi nghĩ bản chất ở đây, cái khả năng điều hành và cái sự cầm cương nó vẫn nằm trong tay ngân hàng nhà nước. Vì thế nếu ngân hàng nhà nước muốn ghim cương tăng trưởng tín dụng vẫn có cách và vẫn có đủ các công cụ trong tay để làm điều đó. Vấn đề là họ sẽ cân đối giữa việc là tăng trưởng tín dụng bao nhiêu để vẫn đạt được cái mục tiêu là hỗ trợ cho tăng trưởng. Cho tới thời điểm hiện tại,
vẫn còn không ít những ý kiến trái chiều về tăng trưởng tín dụng hiện nay của hệ thống ngân hàng. Điều này một lần nữa lại cho thấy sự minh bạch trong các con số của mỗi ngân hàng nói riêng cũng như toàn hệ thống nói chung là cần thiết. Chỉ khi nào thông tin chính xác, kiểm soát rủi ro tín dụng mới có thể thực hiện an toàn. Vậy để tăng trưởng tín dụng bền vững trong năm nay và phù hợp với tăng trưởng kinh tế mà vẫn kiểm soát được lạm phát, thì tăng trưởng tín dụng nên ở mức bao nhiêu là phù hợp? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau của chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết. Trong 6 tháng đầu năm 2017 này thì tăng trưởng tín dụng của VietinBank khoảng trên 10%. Trong cả năm thì chúng tôi sẽ thực hiện các cái chỉ tiêu tăng trưởng theo các cái chỉ đạo và kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước. Và dự kiến có thể cái mức tăng trưởng khoảng 18-20% tùy theo cái điều hành của Ngân hàng Nhà nước về các cái chỉ tiêu vĩ mô. Có một cái băn khoăn là liệu như vậy thì cuối năm có thể là sẽ vượt cái định hướng 18% của Ngân hàng Nhà nước. Cái này chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Bởi vì hiện nay đa số các ngân hàng, có nhiều ngân hàng cũng đã đâu đó là dùng hết cái hạn mức của mình tăng trưởng tín dụng trong năm nay. Thì tôi nghĩ rằng là cái này thì Ngân hàng Nhà nước cũng căn cứ vào cái năng lực của mỗi ngân hàng để có thể là gia tăng thêm một chút, nhưng về cơ bản vẫn phải kiểm soát được chất lượng và rủi ro. Và quan điểm của tôi thấy rằng là năm nay chúng ta nên tăng trưởng tín dụng ở cái mức là khoảng 18% là phù hợp. Và cái mức này thì đến cuối năm nó hoàn toàn khả thi. Bởi vì hết nửa năm chúng ta đã tăng được khoảng là 9% rồi. Cái vấn đề mà tăng trưởng tín dụng 18% có cao hay không hay thấp hay không? Theo tôi là cao. Nếu mà năm nay chúng ta muốn tăng trưởng GDP 6,7%, trên nguyên tắc thì GDP 6,7% thì tăng trưởng tín dụng nên ở cái mức 2,5 lần trên tăng trưởng tín dụng. 6,7% nhân với 2,5 lần tức là cái tăng trưởng tín dụng đâu đó vào khoảng hơn 17%. Khoảng đó 17%. Chúng ta tăng trưởng, muốn tăng trưởng đến 18% và tôi thấy cao rồi. Chứ đừng có nói là bây giờ có một số những ngày, mấy ngày hôm nay có cái số đề nghị là tăng trưởng lên đến 20%. Tôi nghĩ rằng 20% sẽ đẩy nền kinh tế Việt Nam vào một cái tình trạng rất dư thừa tín dụng. Tôi muốn nói rằng là cái việc mà chúng ta đặt ra mục tiêu là 6,7% tăng trưởng kinh tế hay là 18% tăng trưởng tín dụng, có lẽ là một phần nào đó thì cần phải tính toán nhiều hơn đến cái hiệu quả của cái sự tăng trưởng cũng như là hiệu quả của sự tăng trưởng tín dụng. Cái quan trọng không phải là chúng ta đạt được bao nhiêu phần trăm tăng trưởng kinh tế, mà cái quan trọng hơn là cái phương thức mà chúng ta tạo ra cái sự tăng trưởng đó, cái sự thay đổi về chất của nền kinh tế để tạo ra cái sự tăng trưởng 6,7% đó. Cũng tương tự như vậy thì đối với tăng trưởng tín dụng không phải là 17-18% là quan trọng, mà quan trọng là cái đồng vốn đấy nó tăng trưởng vì lý do gì, nó tăng trưởng như thế nào, nó được đổ vào các lĩnh vực nào, nó được các cái dự án mà nhận được cái vốn tăng trưởng tín dụng ấy có phải là dự án có hiệu quả hay không. Cho nên là tôi nghĩ rằng là về mặt lý thuyết, về mặt nguyên lý thì tăng trưởng tín dụng chắc chắn sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên thì xét về hiệu quả thì đấy là cái mà chúng ta cần phải cân nhắc. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.